Mọi người cũng thấy cái khu shopping ở ngoài sau lưng tôi ở đây đã bị lóc xấy đánh xuống chỗ này ở đây nguyên cái tường đã bị sập xuống người ta đã lấy những cái tấm cao su che lên phía trên hiện tại ngay bây giờ chúng tôi đã biết được có hai người bị thương một người ở bên Tennessee một người ở bên Mississippi. National, Weather Service be National Service sẽ có ở bên hai tiểu bang này để xem xét coi hư hại như thế nào. I said, I to... Tôi cho điện thoại nói chuyện với chồng tôi. Tôi nói tôi phải cần làm chuyện này. Said, it's, it's tôi phải chạy ra ngoài sao trốn, tại vì lốc xoáy đang đánh tới ngay chỗ này. Linda Stagg Cô Linda nói cho biết, cổ cảm thấy rất là hên là cổ vẫn còn sống sót. Lốc xoáy đánh xuống Tennessee làm cho nó hư hại chỗ này. Lúc đó cô ta ở trong cái tòa nhà chỗ này đang làm việc. Lúc đó cô ta chạy trốn ở phía trong ở ngoài sau Nhìn ra phía trước, thấy cái building phía trước bắt đầu nó nhúng nhích. Rồi cổ thấy những cái đồ mà che lại cho nhà cửa ấm đó bay đủ hướng hết. Và cô ta đã trốn trong lúc đó. Cái video này cho thấy cái lốc xoáy đánh xuống ở Missfield, Mississippi. Đây là một trong ba cái cơn lốc xoáy xảy ra vào bữa thứ năm vừa qua. Gió thổi mạnh làm cho cây ngã, cả luôn dây điện đứt và cây xăng bị ngã. Lúc đó tiếng càng ngày càng lớn, gió thổi càng ngày càng mạnh thêm. Cô ta nói khi cô ta nhìn ra ngoài, thấy cây văng đủ hướng hết, hư hại nhiều chỗ khác nhau. cái chỗ gà ra đậu xe của cổ gió thổi mạnh nó đã kéo văng đi cái nóc, hư hại hết trơn. còn nằm về hướng bắc chỗ đó đang bị bão tuyết, tuyết trắng hết làm cho không thấy đường xe chạy. đó là nằm ở bên Iowa. Và ở Wisconsin, một chiếc xe 18 bánh chuyên môn chở những chiếc xe hơi. Xe bị tai nạn chợt trên đường, làm chặn luôn cái con đường cao tốc chỗ này gần cả tiếng đồng hồ. Hiện tại cái bây giờ lái xe đi thì nó không có khá cho lắm trong lúc này. Nhiều con đường không có khá cho lắm, còn đây ở ngay trường đại học northwest nguyên cái cây lớn chỗ này đã ngã xuống dưới đất làm cho bốn người đã bị thương về chuyện lần này ba người chở vô trong nhà thương ngay lập tức và một người đang nằm trong cấp cứu còn đây trả lời bên tennessee theo nhà chức trách báo cho biết, những người sống ở ngay cái khu chỗ này không có xài nhiều những cái điện thoại như vậy. Họ không có dùng điện thoại để mà xem về mưa bão như thế nào. Nhưng mà gần đây thì họ có cái chỗ mà còi báo động với tỷ có lốc xế tới theo nhà chức trách ở đây nói cho biết rất là hên là chỗ này không có người nào bị thương nặng hết